Chào mừng các bạn đến với khóa học dịch vụ tư vấn luật tại Trung tâm Đào tạo Kế toán Việt Hưng. Mô hình văn phòng doanh nghiệp dịch vụ tư vấn luật, dịch vụ pháp lý được đông đảo doanh nghiệp trong và ngoài nước tin tưởng sử dụng. Đòi hỏi người làm kế toán cần phải biết cách theo dõi đối chiếu trên từng gói dịch vụ như tư vấn luật, tham gia tố tụng để theo dõi được chi tiết, cân đối chiếu doanh thu và giá vốn nhằm tránh sự sai sót trong quá trình hạch toán. Công tác kế toán mảng dịch vụ này có những đặc thù riêng, từ cách hạch toán cho đến lập nộp báo cáo tài chính ra sao. Hãy cùng Kế toán Việt Hưng tìm hiểu các nội dung trong khóa học. Hướng dẫn cập nhật số dư chi tiết đầu năm, phân tích các mối quan hệ giữa báo cáo chi tiết đầu kỳ so với báo cáo tài chính của năm trước chuyển sang, xác định được doanh thu của mảng tư vấn luật theo hợp đồng ngay từ đầu, tập hợp các chi phí và doanh thu theo từng hợp đồng cho chính xác, phân loại các hóa đơn chứng từ, định hướng các hóa đơn hợp lý và các hóa đơn không hợp lý, và cách hạch toán đối với các hóa đơn mua vào liên quan đến mua công cụ dụng cụ tài sản cố định, các chi phí liên quan đến hóa đơn mua vào dịch vụ, để phản ánh đúng vào chi phí của từng bộ phận, xử lý các trường hợp phát sinh thực tế trong doanh nghiệp luật, thực hiện việc tính lương trích bảo hiểm xã hội và các hồ sơ chứng từ đi kèm liên quan đến nhân công, xử lý chênh lệch nhầm lẫn giữa các chi phí và doanh thu của các hợp đồng tư vấn, lập báo cáo kiểm tra lại các chi phí để thực hiện tính giá thành của mảng dịch vụ và lập báo cáo lên tờ khai phải nộp, bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính phải nộp hàng tháng, hàng quý. Và cuối cùng là kiểm tra lại toàn bộ các số liệu, xác định lợi nhuận của doanh nghiệp cũng như cân đối lại các chỉ tiêu. Điều chỉnh trước khi lên báo cáo tài chính, hướng dẫn thực hiện việc in sổ sách kế toán và chia sẻ những kinh nghiệm thực tế trong mảng doanh nghiệp tư vấn luật. Trong giáo trình của Kế toán Việt Hưng, các bạn sẽ được lựa chọn các hình thức học phù hợp, bao gồm hình thức tự học, học lớp online và hình thức một giáo viên kèm một học viên. Đặc biệt là toàn bộ các hóa đơn chứng từ các bạn sẽ được học trên giáo trình online. Nhấn xem giáo trình online và chuyển sang trang web ketoanviethung.com. Trong nội dung của khóa học sẽ hướng dẫn chi tiết theo từng phần, từ việc khai báo dữ liệu đầu kỳ cho đến hạch toán các hóa đơn chứng từ phát sinh, phản ánh doanh thu và chi phí của mảng tư vấn luật cho đến thực hiện lên báo cáo tài chính. Và mỗi chứng từ, mỗi hóa đơn trong từng phần sẽ có các video hướng dẫn chi tiết cho các bạn từng nghiệp vụ và cách hạch toán trên phần mềm. Các bạn nhấn xem nội dung. Ngoài ra, các bạn có thể lựa chọn học trên chính chứng từ tại đơn vị mà các bạn đang làm việc. Kế toán Việt Hưng hy vọng sẽ được chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm cho các bạn ngay từ hôm nay. Đăng ký nhận tư vấn lộ trình khóa học bằng cách liên hệ đến các số hotline của trung tâm 0988 680 223. Để được tư vấn và hỗ trợ ngay hôm nay.